Đưa năm nay, kinh tế của nhà cái Lương Thị Nghĩa ở Mương Châm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc tập trung bao việc tuôi chém lu bò. Là một lòng đàn nhà có quy mô tuôi chém đưa nhất mương. Cả ni, tốn đàn lu bò của nhà cái là khẩu con lu, bấy con bò xịt, con bò đế, tập trung cá nhân lực lao động công vốn liếng bao mô hình ni. Chính tinh tỷ, nhà cái luôn chủ lòng đến việc chăm sóc công phong bệnh cho đàn con chém, đặc biệt là bao mô trả khi mà nhiệt độ xuống thấp. Cả ni lua nha đang lao theo phương thức tuổi nhốt, lu bo ản bổ trí tuổi ở từng ngắn riêng. Đỡ đảm bảo nguồn thức ăn, nha cái nghĩa đã tận dụng đất vương ở quê nhà đỡ luôn có voi, đầu tư cá mải cách có, nghiên thức ăn. Bê cái kinh nghiệm hơn chục năm tuổi, cả nghĩa hiếu răng bao mua trả nguồn thức ăn hạn chế, do tỉ vai thức ăn sười. Nha con đỡ sóc sóc, rả khô đỡ đảm bảo nguồn thức ăn thường xuyên cho đàn con chiếm, đồng thời luôn chú đồng chê cung han, giữ ẩm cho lũ bò khi nhiệt độ xuống thấp. Ngày xưa thì nói chung là chăn nuôi thì nó cũng chưa phát triển. Đới hơ chưa phát triển như cá ní, lũ bò thường thả ở lềm đố. Cá ní miếng có kinh nghiệm rối ô nhà lá cúm, lốn có voi, khi trả đấm thì quầy cúm lái cho lũ bò là khói chết trả. Đồng thời bồ chung thêm cái nắn chiểm để đảm bảo trình trương cho lũ bò. Rét đậm rét hại thì mình cũng cắt cỏ bổ sung cho nó ăn. Tân Minh là xã Lung Cao của huyện Đà Bắc, có 1.005 lễ khẩu nhà khổng ở xảm Lang Mương. Là xã Thuân Nông, tuy tinh tỷ do địa hình đôn khủ cao, chắn trọng, địa ban lại bị chia cách bởi đưa con thỏ. Do tỷ mơ đơi khổng sinh hoạt cùng sản xuất của bọn mình còn gặp đưa khó khăn, tí lò ngay nông nghiệp của xã chiếm 72%. Tuy tinh tỷ đất canh tác ó cỏ đưa, năng suất lại ó cao. Do tỷ đất năm khanh ni, cấp ủy chính quyền xã Tân Minh đã tuyên truyền mỏ mình xây dựng đăng ký mô hình kinh tế phù hợp, dòng lại hiệu quả. Long tỷ có việc phát triển tuổi chiếm lu bò. Thông qua đơn mô hình đôm giúp sản xuất của chương trình 135, chương trình 30A, đưa nhà đã đôm giúp sống bò đế, bò xịt. Điều bi tỷ, đưa nhà đã có điều kiện bớ rộng quy mô tuổi chiếm. Đến cá ni, tốn đăng lu bò của xã là 1.779 con. Xác định tuổi chiếm là hướng phát triển dòng lại thu nhập chính cho đưa nhà. Chính tinh tỷ, chính quyền xã Tân Minh luôn chủ lòng công tác tuyên truyền để mỏ mình, nâng lên cái nhận thức lòng việc chăm sóc công phong bệnh cho lũ bò, đặc biệt là bằng mua trả khi mà thời tiết ở Lung Cao nhiệt độ thường xuyên xuống thấp. Họp giao ban trên ủy ban xã với các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn thì cũng là có triển khai về cái phần. Khi họp giao ban, bê đan đồng chí lớn bán, bí thư chi bộ, chính quyền xã y đã triển khai một số biện pháp phong trồng đỏ trả cho đan con chiếm, con mua trả ni. Cả ni đan lù của xã lật lên 3.000 con, đan bò là 95 lấy hàng con, phát triển đều khắp ở đan làng. Do tỷ đỡ chủ động phong trồng đỏ trả cho lù bò bao mua trả, đặc biệt là khi nhiệt độ xuống thấp, phải đợt lũ bò về cùng quay kín cung han chống rét cho chú bò cũng như lấy rơm lấy chuối về để chúng ta phòng sẵn trong đợt rét sắp tới này. Huyện Đà Bắc cả ni có tốn đàn lũ bò là khênh 19.000 con. Đàn năm khênh ni, huyện Đà Bắc là suốt công tác tuyên truyền đỡ mỏ mình tùy theo điều kiện cụ thể của quyền mương, lùa nhà, đầu tư bớ rộng sản xuất tuổi chiếm theo hưởng khuyến khích phát triển tuổi chiếm quy mô lớn, tuổi chiếm trang trải, dài trải bên vừng. Đồng thời, y thông qua công tác tuyên truyền, tên nhận thức của bọn mình y đã ảnh nương lên. Bọn mình đã chủ động phong trồng đỏ trả cho lũ bò, chủ lòng gia cổ, vệ sinh cung han, đỡ hiếm thức ăn cho lũ bò lực mô trả đỉnh. Điều bê tỉ, chính quyền quyền mương đã phân công cán bộ trực tiếp xuống từng làng mương, chỉ đạo thủ y, khuyến nông cơ sở hướng dẫn đôn đốc mọi tuổi chiếm là đơn biện pháp phong trồng đỏ trả cho đàn con chiếm. Năm 2021 là năm có đưa bệnh tật xảy ra. Ở đàn lũ bò thường xuất hiện đưa đến cái bệnh như bệnh lở mồm long móng, tụ huyết lung, đặc biệt là bệnh viêm đa nối cục xảy ra ở đưa cái xáy nơi quê mương Long Huyền. Có chi riêng chi xã Tù Lý, công tác tiêm phòng hay đổi với xã đàn tôi tiêm hàng bẩn một năm, đổi với bệnh tụ huyết lung, đợt 1 bao kháng 3, kháng 4, đợt 2 là bao kháng 9, kháng mưa. Bệnh lỡ mồm long móng đợt 1 là kháng tâm, kháng khẩu, đợt 2 là kháng chỉ, kháng mưa. Cùng cả ni, theo chỉ đạo đang tôi y tiêm phong bệnh viêm đa nối cục cho tốn đàn lũ bò của xã, đến cả ni ảnh khoáng xả mưa để chỉ có phân lâm. Cho đàn cho bò với số lượng khoảng 89%. Tôi cố gắng là nó là tốt mấy khâu. Khâu thứ nhất ấy, là cái thức ăn cho nó là phải đảm bảo,
Thứ nhất là gia đình phải lồng cò, rồi là thêm các loại phụ phẩm khác cho nó ăn. Phần thứ hai nữa là cái công tác phòng bệnh. Phòng bệnh là một vấn đề hết sức quan trọng. Nếu mà mình chẳng phòng bệnh, những cái bệnh như lở mồm long móng hay u viêm da nổi cục mà khổ cái nữa, các bệnh khác nữa. Đấy, cho nên là cái này là một trong những cái là hết sức quan trọng. Cái thứ ba nữa là vào mùa đông đi đó, đặc biệt mùa đông thì là phải giữ trữ cái thức ăn cho nó, là cái thóc rá miếng đi đó. Đấy, khi trong cái máy tuột xong là phải cất giữ, thì gia đình tôi đã cất giữ hết toàn bộ củ đi đấy. Thứ hai nữa là che chắn cho nó, che chắn đó. Cho nên tôi mới là cái tuông xong, nhưng bên cạnh thì là vẫn còn có các cái tuông khác, thì nếu như mà thiệt trả thiệt đấm thì gia đình tôi phải chuyển lại cái khu khác, xong cái là khôi phục cái nhà mới này lại cho tứ tế, cái là y tế tiếp tục là phát triển. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Long Vũ Đông Xuân 2021-2022 bị tác động của biến đổi khí hậu, tên có đưa lên cái diễn biến phức tạp, có thể đi kèm bê đư đợt trả đầm trả hải, là ảnh hưởng đến sản xuất tươi chiếm. Đỡ chủ động phong trồng đòi trả, bớt thiệt hại cho đàn con chiếm, huyện Đắk Bắc có công văn chỉ đạo đơn quyền mương về việc chủ động phong trồng đòi trả cho con chiếm. Theo thì khuyến cáo mọi tươi chiếm cập nhật diễn biến thời tiết thường xuyên, ót đỡ chủ quan, cùng bị đồng trong việc phong trồng đòi trả cho con chiếm. Cúng cổ, che, giữ ẩm, cùng đảm bảo vệ sinh cung han, chủ động đỡ hiếm thức ăn, đan loại chất khoáng, vitamin thiết yếu cùng báo quán đan phụ phẩm nông nghiệp là thức ăn cho đan con chiếm. Vận động mỗi nhà tuổi chiếm lù bo phải có cung han, ót xá tự do cùng là việc khi xấy sai trả hại. Đan ngày mà nhiệt độ vai lơi chơ hàng mưa đổ xê, hay giữ lù bo ở trong cung han, ót cho lù bo là việc xá ở vai lơi. Lúc khi bà mua trả, khuyến cáo mọi tuổi chiếm lù bo vổ béo, bánh đi đan con kha, yếu, tăng cường công tác phòng bệnh, vệ sinh đỉnh kỳ, phun đan loại thuốc sát trùng cung han, đan lung ở đánh quen cung tuổi. Là cái việc tấy luôn sản công tiêm phòng đầy đủ cho lũ bò, theo cách tẩy của cơ quan cản bộ thủ y quyền mương, khuyến khích mọi tuổi chiếm là kê khai hoạt động tuổi chiếm bị ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của tuổi chiếm, cùng là cơ sở đỡ án đông giúp khi bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật.